Xin chào nhà vườn đã quay trở lại với kênh YouTube Nông nghiệp Ba Tốt. Ngày hôm nay, phần mẫu Ba Tốt sẽ hướng dẫn cho bà con nhà vườn cách sử dụng xô Super Trong hữu cơ khoáng, sử dụng như thế nào để bà con nhà vườn mình cùng nắm rõ cách sử dụng và có hiệu quả tốt nhất nhé. Bây giờ mình nắm cái này ra, mình phui ra luôn. À, rồi, đó mình phui ra lại, rồi mình đập, đó, đó, rồi. Cái này mình lớn đó. Đó là còn lớn nữa. Rồi mà còn phải kiểm tra, còn dưới đây cũng có cái đầm mềm nữa nè. Đó, rất là chắc chắn, mà bảo đảm hai lớp phân. Rồi. À, là 2 kg, 3 kg. Bây giờ mình được 100 lít thì anh lấy 1 kg rồi. Đó, cái này là đúng 200 lít. 200 luôn đúng không? Đây là 1 tí á. 50 tí rồi. Đặt xong bên trên, sau đó đồng nhất. Anh ăn gọi gọi với cô thì anh tình. Anh gọi cho nó có trên nó dưới không? Anh thử quậy ở bên dưới nó có đặt không? Anh quậy hết luôn rồi, xét xuống đi đáy luôn rồi mình. Anh đổ lên cho anh. Đúng rồi. Cái độ sánh nó cao và nó đồng nhất. Rồi bây giờ nó dễ sợ. Đây là nó đảo trên đều luôn á. À, cái này cho 100 lít đó. Dạ. Một theo một kia nào. À, một gói nó tới 600 lít luôn á. Cho nên anh Bình. À, cho nên mình lấy cái lượng vừa vừa thôi. Đó. Đây, cây cô độc ma. Cộng với lại Tano 01. À, đây là anh Tình, anh đã sử dụng cho cái vườn này rất là nhiều lần rồi. Cho nên giờ anh chỉ cần nối qua một cái là anh làm thôi. Đây. Đây là cái bê tông. Dạ. Cái này nó cho 40 lít. Dạ. Đó, cái đó 40 lít thì anh cứ anh test ra. Nói chung là mình ước lượng thôi. Ước lượng thôi. À, chứ còn cái kia thì mình thấy thôi. Rồi, đâu được rồi, anh 100 lít. Đó, là 1/4 gói đó. Rồi, nó đủ vô. Này, cái cô đặt ma. Thì một gói này là 600 lít. Cho nên anh Tình anh cũng chia làm 6 ra. Tại vì bây giờ mình chỉ quay cái 100 lít thôi. Cho nên anh sẽ test anh pha cho bà con người xem. Nhưng mà cái này thì sẽ anh cho vô cái hệ thống tí. Cái nhỏ thì anh làm cho nó nhanh. Cho nên anh đem sát tới cây là coi như anh mở nước đầu anh pha đó. Cho nên là nó rất lợi. Đây là sức bà con. Sức bà con tầm 2 kg á. À. 2 kg. À. Rồi anh lương anh. Rồi mở nước ra anh Tình hả? Đây là những cái hệ thống mà nước giữa vườn. Khi mà mình muốn tưới hay mình lấy nước gì đó là nó cũng rất là thuận lợi. Và cái như thế này là anh Tình anh làm cũng anh làm rất là nhanh. À, hôm nay thì Tâm cũng đi ra đây thì Tâm cũng chủ với ảnh xem cách em làm thôi, còn mình không là anh biết hết rồi, làm luôn nên là còn cái mở đây, mở anh giữ đây, anh giữ đi, anh đừng có xì ra, anh xì ra hả? Cái bật trong này cái này nó dễ tan lắm anh có rồi anh chỉ dạy ra cái này nó tan thôi chỉ tan lắm thì nó còn lại được anh chỉ nó còn lại được anh chỉ nó còn lại được cái này là chỉ có 2 ca hả? Tính nhẹ qua thôi. Cây mới trồng á. Giống như là mình tưới nhẹ thôi chứ không cũng không có phải là giống như cây mà. Cái cây là cây mới trồng thì tưới nó có 2 ca thôi. Rồi ok. À rồi. Bây giờ những cái con này là anh sắp đi anh cứ tưới vô cho những cái cây đó. Tưới mỗi một cây là 5 ca. Tưới mỗi một cây là 5 ca. 5 ca nó à, đó đó 5 ca luôn là nó đều luôn cái bộ 5 ca là 1 ca 2 lít chứ 1 ca 2 lít 5 ca là 10 lít chứ 10 lít đúng rồi anh Tình làm quá chuyên nghiệp rồi thì có nghĩa là nó có một nửa rồi đó